cúng giao thừa tuyệt đối cấm làm ba việc kiêng kỵ này kèo mất hết phước lộc tiền vàng đội nón ra đi quý vị thân mến nghi thức cúng giao thừa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống tâm linh của người việt nam lễ cúng giao thừa vào đêm ba mươi tết hay còn được gọi là cúng trừ tịch hay tống cựu nghinh tân có nghĩa bỏ hết những điều xấu của năm cũ đón chào những điều tốt đẹp của năm mới sắp đến người ta thường chuẩn bị hai mâm cỗ cúng ngoài trời và trong nhà để nghênh đón tài lộc và cầu sao đạo bình an khi thực hiện lễ cúng này có những điều cấm kỵ mà gia chủ tuyệt đối không được phạm phải kèo cả năm mới xui xẻo quấn thân tiền bạc trôi sạch Vậy đó là những điều cấm kỵ gì, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong video ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của lễ cúng giao thừa. Quý vị và các bạn thân mến, cúng giao thừa là một trong những nghi thức không thể thiếu vào dịp Tết đến xuân về của mỗi gia đình Việt. Lễ cúng giao thừa hay còn gọi là trừ tịch tức lễ để trừ khử ma quỷ, điềm xấu hay xui xẻo. Lễ trừ tịch được cử hành vào giờ tí từ 23 giờ đến 1 giờ sáng, khoảnh khắc 1 giờ của năm cũ và một giờ của năm mới, nên còn có tên gọi là lễ cúng giao thừa mà chúng ta vẫn thường nghe. Ý nghĩa của lễ này là đem bỏ hết đi những điều xấu, không may mắn của năm cũ sắp qua, để đón chào những điều tốt đẹp của năm mới sắp đến. Bên cạnh việc cúng giao thừa trong nhà, người Việt thường bày mâm cỗ để cúng giao thừa ngoài trời. Theo phong tục cổ truyền của người dân Việt Nam, giao thừa được tổ chức để đón các vị thiên binh gồm 12 vị hành khiển. Đây là 12 phán quan nhà trời tượng trưng cho 12 con giáp cùng nhau luân phiên trông coi việc dưới hạ giới. Mỗi năm sẽ có một vị hành khiển cai quản hạ giới, năm kế tiếp tới lượt vị quan tượng trưng của con giáp liền sau. Hết chu kỳ 12 con giáp lại quay về vị quan đầu tiên của năm con tí. Vào thời điểm chuyển giao sang năm mới, vị quan cũ sẽ bàn giao công việc cho vị quan mới tiếp nhận nhiều quan niệm cho rằng vào phút giao thừa đoàn quân của các quan đi ngang trời không tấp nập vội vã nhưng mắt trần ta không nhìn thấy được thậm chí có quan quân còn chưa kịp ăn uống gì những phút ấy các gia đình đưa xôi gà bánh trái hoa quả toàn đồ ăn nguội ra ngoài trời cúng với lòng thành tiễn đưa người nhà trời đã cai quản mình năm cũ và đón người nhà trời mới xuống làm nhiệm vụ cai quản hạ giới năm tới vì việc bàn giao tiếp quản công việc hết sức khẩn trương nên các vị không thể vào trong nhà mà chỉ có thể dừng vài giây ăn vội vàng hoặc mang theo thậm chí chỉ chứng kiến lòng thành của chủ nhà với ý nghĩa đặc biệt đó trong đêm giao thừa quý vị cũng nên tránh những điều kiêng kỵ này để gia đình may mắn bình an trong năm mới thứ nhất làm lễ trong nhà trước rồi mới lễ ngoài trời thực ra có rất nhiều người thường cúng gia tiên trước rồi mới làm lễ ngoài trời mỗi năm có một vị hành khiển vào đúng lúc giao thừa các ngài mới hạ phàm để tiếp quản nhận nhiệm vụ mới vì vậy nhiều người cho rằng mình phải làm lễ báo cáo gia tiên với các vị thần trong nhà trước rồi mới được tiễn thần đi tuy nhiên chuyên gia phong thủy cho biết thời khắc giao thừa các gia đình phải làm lễ ngoài trời trước bởi đây không phải là lễ tiễn thần mà còn là lễ đón quan hành khiển mới vào nhà lễ cúng trong nhà là để báo cáo với ngài với gia tiên dòng tộc cũng như những mong ước trong năm mới của gia chủ. Bởi vậy, nếu chúng ta cúng trong nhà trước thì sau này khi vị quan hành khiển mới được đón vào nhà sẽ không biết đâu là người nhà mà phù hộ che chở. Hơn nữa, làm như vậy là không xem trọng vị quan hành khiển mới. Thứ hai, đốt tiền âm phủ. Theo quan niệm của người xưa cứ hết năm là vị thần cũ sẽ bàn giao lại công việc cho vị thần mới vào đúng thời khắc truyền sao giữa năm cũ và năm mới bởi vậy lễ cúng giao thừa chính là lễ để gia chủ tiễn vị thần cũ và đón vị thần mới vì vậy chúng ta không cần phải đốt tiền vàng mã vì đốt thì các ngài cũng không nhận được cũng theo chuyên gia phong thủy cho rằng ngày nay có rất nhiều những âm hồn làng vàng. Vì vậy, nếu chúng ta đốt tiền âm phổ thì chẳng khác nào tự biến nhà mình thành tâm điểm cho những vong âm lang thang. Thứ ba, đồ chay mặn, hoa quả cúng lẫn với nhau. Theo chuyên gia nghiên cứu tâm linh, giao thừa các gia đình không cần thiết phải bày quá nhiều đồ cúng ở mâm cúng ngoài trời mọi người nhất định phải tránh việc để lẫn đồ cúng chay mặn hoa quả chẳng hạn khi làm lễ cố ngoài trời thì chỉ cần hoa quả và chè nước rượu thôi chứ không cần đồ mặn gà trống hay xôi chè thì nên để ở mâm cơm trong nhà bởi đây là lúc vị thần mới và cũ bàn giao công việc với nhau nên thường diễn ra hết sức nhanh chóng các ngài chỉ cần biết gia chủ có lòng thành là được còn mâm cơm trong nhà là mâm lễ cúng gia tiên và báo cáo với vị thần mới tiếp quản gia đình bạn vì vậy mâm này mới cần bày đẹp đồ ăn ngon tuy nhiên gia chủ không được để lẫn món ăn chay với mặn vì như thế là xúc phạm thánh thần bên cạnh nghi thức cúng sao để không gặp phải những điều chẳng lành người trong gia đình cần phải lưu ý tránh những hành động không nên trong giây phút trọng đại này. Một, không nói lời xôi. Trong thời khắc đầu năm mới, người xưa rất kỵ các từ ngữ thể hiện sự thiếu hụt như hết, thiếu hay những từ phủ định như không cần, không có. Vì vậy vào bữa ăn ngày cuối năm Tất niên, nếu người nhà gắp thức ăn cho bạn và bạn không muốn ăn thì có thể bảo là con có rồi hay con có nhiều quá rồi bên cạnh đó cần tránh nói về điểm xui như bệnh tật, mất máu, thua lỗ. 2. Không cãi nhau Vào đêm giao thừa, các thành viên trong gia đình cũng không nên cãi nhau hay to tiếng với nhau. Tết là dịp gia đình đoàn tụ xung vầy, đừng biến không khí và dịp đầu xuân trở nên buồn hơn bởi những hiểu lầm xích mích. Ngoài ra, Tết cũng là thời điểm bạn không nên nói tục chửi bậy, vì đó là những lời không hay, không phù hợp với không khí đón Tết, mừng năm mới. Hãy dùng những lời lịch sự, cách nói chuyện vui vẻ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. 3. Không làm vỡ vật dụng, gây tiếng động lớn. Người xưa tin rằng nếu trong đêm giao thừa làm vỡ vật dụng, hay gây tiếng động lớn sẽ dễ đánh thức ma quỷ khiến cả năm dạn nứt không xuân sẻ. 4 kiêng làm đổ dầu. Dầu của đèn hay dầu máy có mùi hôi, không nên làm đổ ra, vì mùi hôi của dầu nếu lấn át mùi thơm của hương, rượu sẽ dễ đánh thức ma quỷ, khiến tai họa lũ lượt kéo đến. Bên cạnh những kiêng kỵ trên, nhiều người quan niệm rằng trước khi cúng giao thừa, gia đình phải đông đủ, phải có đủ thành viên trong gia đình để tỏ lòng mong muốn gia đình sum họp hạnh phúc trong năm mới nếu không sẽ gặp nhiều điều không tốt. Năm, kiêng phơi đổ đêm giao thừa. Theo chuyên gia phong thủy, trước khi chuyển giao từ năm cũ sang năm mới thì mọi thứ cần được thanh lọc. Việc phơi quần áo đêm giao thừa sẽ dễ dẫn đến việc một số điều không may, xui xẻo ẩn nấp từ đó gây cản trở cho vận may trong năm mới kiêng đổ rác thải khỏi nhà các chuyên gia phong thủy cho rằng việc vứt rác đêm giao thừa sẽ làm đổ những thứ ô uế ảnh hưởng đến vận trình của các vị thần và khiến các vị thần không hài lòng và đây không phải là điểm lành vì thế đổ rác thải khỏi nhà sẽ khiến năm mới có thể không suôn sẻ như mong đợi Quý vị thân mến, trên đây là những kiêng kỵ mà các thầy phong thủy khuyên gia chủ không nên làm trong đêm giao thừa, kẻo năm mới sẽ gặp xui xẻo, đen đổi đeo bám. Vậy trong đêm giao thừa, gia chủ nên làm gì để năm mới gặp nhiều may mắn? Trước 12 giờ đêm nên thắp hương khấn Phật trên ban thờ Phật hoặc tại vị trí thích hợp trong nhà. Nếu bạn sống một mình, sau thời khắc giao thừa, bạn nên mở tivi thông đến sáng cho vượng gia vận. Cho dù là nam hay nữ, dù bạn đang ở đâu, vào thời khắc giao thừa nên dùng bút đỏ viết bốn chữ mã đáo thành công vào lòng bàn tay mình rồi nắm chặt lại. Nam viết vào tay trái hai chữ mã đáo, viết vào tay phải hai chữ thành công, còn nữ thì đổi tay ngược lại. Ngày 30 Tết, đặc biệt là thời khắc giao thừa, nếu mặc quần áo màu đỏ càng tốt. Ngày 30 Tết không được mắng trẻ con, không được cãi nhau, nếu không sẽ bất lợi cho cả năm mới. Đồ dùng trong nhà nếu có gì hỏng hóc hoặc rất mẻ nên sửa chữa hoặc bỏ đi, thay mới trước khi đón giao thừa. Kiểm tra lại hệ thống chiếu sáng trong nhà, nếu có bóng đèn nào không sáng cần phải thay mới để vượng vận cho gia chủ nạp dương khí mới cho ngôi nhà nên bật tất cả điện trong nhà thông 3 ngày ba đêm. Quý vị thân mến, lễ cúng giao thừa là một trong những nghi lễ quan trọng không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, việc cúng trong đêm giao thừa như thế nào, mâm cúng giao thừa gồm những gì, cúng giao thừa vào thời điểm nào là điều mà không phải ai cũng biết sau đây hãy cùng chương trình tìm hiểu về nghi lễ cúng giao thừa đúng chuẩn nhất để tránh đi vận xui nhận nhiều vận may trong dịp năm mới nhé tổng thể lễ cúng giao thừa gồm hai phần phần lễ thần linh gia tiên trong nhà phần lễ nghênh thái tuế và quan hành khiển ngoài sân phần lễ thần linh gia tiên trong nhà với mục đích báo cáo với thần linh gia tiên các chư vị tôn thần trong nhà và hội đồng gia tiên về thời khắc chuyển sang năm mới cảm tạ công đức của tôn thần xin phép tiễn biệt năm cũ nghênh đón năm mới cầu mong tài lộc may mắn trong năm mới phần lễ nghênh đón thái tuế và quan hành khiển tào phán quan lễ này được làm ngoài sân ngoài trời với mục đích nghênh rước quan mới cai quản trong năm cầu tài lộc chở của các ngài để có năm mới bình an cúng giao thừa là nghi lễ quan trọng chỉ thực hiện một lần trong năm được thực hiện vào thời điểm ban đêm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới nên gia chủ cần có sự chuẩn bị chu đáo không chỉ về các bước thực hiện mà còn về những đồ lễ vật cần có để nghi thức cúng diễn ra thuận lợi để không xảy ra trường hợp thiếu thốn lễ vật hoặc đến khi gần cúng mới phát sinh thêm đồ gia chủ cần có sự chuẩn bị kỹ càng từ ngày cuối năm theo danh sách được lên từ trước chúng ta cần chuẩn bị hai mâm cỗ cúng giao thừa mâm cúng ngoài trời và mâm cúng trong nhà quý vị thân mến giao thừa là một trong những thời khắc thiêng liêng và đáng nhớ nhất của mỗi gia đình trong dịp đầu năm mới mỗi hoạt động trong đêm giao thừa đều ảnh hưởng lớn đến vận may tài lộc và sức khỏe của mỗi cá nhân do đó quý vị hãy ghi nhớ những thông tin được chương trình chia sẻ trên đây và vận dụng chính xác để có một năm mới an khang thịnh vượng nhé đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo trên kênh cuộc đời giá trị nha